13 năm kinh doanh tại Việt Nam, Volkswagen dần tìm được ánh sáng cuối đường hầm. Hãng từng thử sức với nhiều dòng xe, đủ mọi phân khúc, nhưng vẫn loay hoay tìm hướng tiếp cận đúng cho tới khi ra mắt Tiguan Allspace và Teramont. SUV tầm giá 1,5 đến 2,5 tỷ đồng có lẽ là đất diễn phù hợp cho hãng xe Đức. Bởi người dùng cân nhắc đến phân khúc này cần một mẫu xe vượt khỏi nhóm phổ thông, nhưng vẫn muốn thực dụng, nhiều công năng, điều không có ở nhóm xe sang cỡ nhỏ trên thị trường. Phía hãng không công khai số liệu bán hàng, nhưng từng hé lộ, Tiguan Allspace là mẫu xe bán tốt nhất của Volkswagen tại thị trường Việt Nam, và Teramont cũng đang có bước đầu khả quan, bởi cứ có xe về, đại lý bàn giao luôn tới tay khách hàng. Volkswagen vừa tổ chức hành trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk với hai mẫu xe bán chạy, Tiguan Allspace và Teramont. Trong đó, Teramont nhận được nhiều quan tâm hơn, bởi đây là mẫu xe mới và nhiều người còn hoài nghi về khả năng vận hành thực tế của khối động cơ tăng áp 2.0 lít. Volkswagen Teramont đóng tròn vai một mẫu SUV phù hợp để sử dụng Việt Nam. Nhấn nút khởi động, chuyển cần số sang D, chiếc xe nhẹ nhàng hòa vào đám đông. Khối động cơ tăng áp 2.0 lít, công suất 220 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, không tỏ ra yếu đuối dù mang vác thân hình nặng 2,06 tấn. Trên cao tốc, xe dễ dàng đạt mốc tốc độ 120 km/h, vòng tua ổn định. Khi cần vượt phương tiện cùng chiều, động cơ tỏ ra dư thừa sức mạnh sau khi bộ tăng áp được kích hoạt. Trên đường đèo, Volkswagen Teramont làm được điều tương tự. Chuyến hành trình đi qua đủ các cung đường đèo từ đèo Con Ó, đèo Chuối cho đến đèo Bảo Lộc. Tất cả đều không đủ làm khó Teramont. Sự lanh lẹ và khả năng bứt tốc tốt khiến người lái nhiều thời điểm quên rằng bản thân đang điều khiển một chiếc SUV cỡ trung sử dụng động cơ tăng áp 2.0 lít. Khi vận hành ở giải tốc 50 km/h, vòng tua ổn định ở ngưỡng 1.200 vòng. Hộp số Tiptronic 8 cấp của tập đoàn Volkswagen khó tìm được điểm chê, bởi nó luôn mượt mà, không để người lái cảm nhận được thời điểm chuyển số, trừ khi cố tình tìm trải nghiệm dính ghế ở chế độ Sport. Trên chặng đường từ Đắk Lắk trở lại thành phố Hồ Chí Minh dài 403 km đủ loại điều kiện giao thông, đồng hồ báo động cơ tiêu hao 10,7 lít trên 100 km với tốc độ trung bình 36 km/h, gần sát với con số mà nhà sản xuất công bố. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu dễ chịu trong phân khúc SUV cỡ trung. Với tập khách hàng mua SUV cỡ trung tại Việt Nam, thể thao không phải ưu tiên hàng đầu. Volkswagen có lẽ hiểu điều này. Teramont không có lẫy chuyển số phía sau vô lăng, thậm chí muốn chuyển chế độ lái phải dùng đến màn hình trung tâm thay vì núm xoay, hoặc nút bấm như thông thường. Bù lại, hãng xe Đức mang đến một Teramont êm ái với hệ thống treo mềm. Người ngồi ở hàng ghế 2 và 3 trong chuyến hành trình đều không cảm thấy mệt mỏi, dù mỗi ngày di chuyển hàng trăm cây số. Hệ thống treo mềm cùng khoảng sáng gầm 235 mm, Volkswagen Teramont tỏ ra hơi bồng bềnh ở giải tốc độ cao. Điều này khách hàng buộc phải chấp nhận đánh đổi để nhận được sự êm ái. Những chiếc xe sử dụng hệ thống treo cứng, phản ứng bề mặt đường tốt đôi khi lại khiến người lái và hành khách cảm thấy thiếu thoải mái trong những chuyến đi dài. Teramont thuộc số ít xe Volkswagen sở hữu ngoại hình hợp gu người Việt. Kiểu dáng bên ngoài vạm vỡ, thiết kế nam tính và ít phô trương. Lẽ đương nhiên, đèn pha LED tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu, đèn định vị ban ngày LED, đèn hậu LED là những công nghệ không thể thiếu trên một mẫu xe giá hơn 2 tỷ đồng. Volkswagen Teramont trang bị bộ mâm 20 inch một tông màu có phần đơn giản so với xu hướng mâm phay 2 tông màu hiện nay. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5097, 1990, 1777 mm, trục cơ sở 2978 mm. So với đối thủ Ford Explorer, Volkswagen Teramont dài hơn, hẹp hơn, thấp hơn và trục cơ sở ngắn hơn, mức chênh lệch vài chục mm. Các thông số và trang bị cho thấy mẫu SUV cỡ trung Đức được ưu ái về khả năng off-road với khoảng sáng gầm 235 mm, góc tiếp cận 20,4 độ, góc thoát 22,3 độ, cùng núm xoay chuyển 4 chế độ địa hình và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion có khóa vi-sai điện tử. Volkswagen dần biết cách chiều khách Việt bằng những trang bị kiểu như đèn viền nội thất hay điều khiển màn hình bằng cử chỉ. Sự thực dụng vẫn được hãng xe Đức duy trì với 17 hộc chứa đồ bố trí bên trong khoang cabin Teramont. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8 inch, cụm đồng hồ Full LCD. Thế nhưng, Volkswagen Teramont vẫn tồn tại những khó hiểu, khi một không gian nội thất rộng thênh thang, như Teramont chỉ trang bị dàn âm thanh 6 loa. Ghế trước có tính năng sưởi ấm, nhưng không có chức năng làm mát vốn cần thiết với nền nhiệt độ cao như Việt Nam. Công nghệ an toàn có cân bằng điện tử, kiểm soát cự ly đỗ xe, hỗ trợ phanh gấp, hỗ trợ lên xuống đốc, 6 túi khí. Nhưng thiếu nhiều trang bị an toàn vốn phổ biến hiện nay, như camera toàn cảnh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động, Không gian hàng ghế 2 và 3 dễ khiến người ngồi cảm thấy ưng ý với khoảng đầu, vai và chân rộng. Người cao hơn 1,7m ngồi hàng ghế 3 suốt hành trình dài vẫn dễ chịu. Hàng ghế thứ 2 có rèm che nắng và giàn lạnh độc lập, nhưng không có màn hình giải trí riêng như Ford Explorer. Cửa sổ trời toàn cảnh giúp khoang cabin không còn tù túng. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 của Teramont có thể gập phẳng hoàn toàn, cho dung tích khoang hành lý lên đến 2.741 lít. Đức là quốc gia nổi tiếng với trình độ cơ khí chính xác bậc thầy. Những hoài nghi về khả năng vận hành hay chất lượng của Volkswagen có lẽ không cần thiết. Thế nhưng, để đưa kịch bản thành công tại châu Âu và Trung Quốc về Việt Nam, Volkswagen cần đưa lên sản phẩm nhiều hơn các tiện nghi và tính năng an toàn. Ngoài những thế mạnh, thành công ban đầu của mẫu SUV cỡ trung nước Đức còn đến từ việc chọn điểm rơi tốt. Thời điểm ra mắt tháng 9 năm 2021, sức mua ô tô của người tiêu dùng bắt đầu phục hồi sau đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ tư, đồng thời đối thủ Ford Explorer đã hết hàng, chờ ra mắt phiên bản mới. Hiện tại, lợi thế của Teramont vẫn còn khi giá luôn đúng niêm yết của nhà sản xuất, còn khách hàng mua Ford Explorer muốn nhận xe sớm, phải chấp nhận khoản bia kèm lạc 200 đến 300 triệu đồng.